Người phụ nữ này bị một con khỉ đột khổng lồ bắt được. Vì không để bị ăn thịt, cô đã dỗ dành cho nó vui vẻ, biểu diễn các kiểu tiết mục tấu hài cho nó xem. Con khỉ quả nhiên bị những hành động ngu ngốc của cô làm phì cười. Hơn nữa nó dường như có thể nhìn thấu ý đồ của cô gái, mà còn bắt đầu vui đùa với cô, cứ bắt cô đứng dậy rồi xô ngã. Tuy ngôn ngữ không đồng nhất nhưng hành vi này của con khỉ làm cho cô gái xinh đẹp bực rồi. Cô đánh trả lại cho con quái thú một cái, còn nói nó là cái đồ trực nam cứng nhắc. Con khỉ ngơ luôn, tôi là ai, tôi đang đâu, sao em đánh tôi? Thế nên phát cuồng đập phá bốn phía. Về sau con khỉ uất ức nhìn cô gái kia, rồi lại lặng lẽ bỏ đi nơi khác. Trông có giống anh người yêu giận dỗi của bạn không chứ? Cô gái này tên là Endaro, là một cô diễn viên trẻ. Mấy hôm trước đi theo đoàn làm phim đến hòn đảo này, đạo diễn vì chọn cảnh mà lừa họ đến hòn đảo có tên Đầu Lâu. Sự xâm phạm của họ khiến cho thổ dân nơi đây vô cùng tức giận. Thổ dân bắt En dâng hiến tế cho vị thần bảo hộ, tinh công. Công mang cô về nơi ở của mình. Lúc bắt đầu En tính toán giả chết để chạy trốn ra ngoài, nhân lúc công ăn cây tre rồi nhanh chân chạy đi. Kết quả còn chưa chạy mấy bước đã bị bắt lại. Thế nên mới có khung cảnh lúc đầu phim. Công dù đã sống một thời gian tương đối dài rồi, nhưng tính khí vẫn như con nít vậy. Còn đối với ý đồ của En, nó lại thông minh đoán được. Thế nhưng phụ nữ luôn là sinh vật khiến đàn ông không bao giờ hiểu được. Thế nên công liền tức giận và bỏ đi mặc kệ cô nàng. En lập tức xuống núi đi tìm mọi người trong đoàn. Thế nhưng không có sự bảo vệ của công ở nơi rừng sâu hun hút, thì căn bản bước hai bước không biết có sống được tiếp không. Một con cá sấu vừa to lớn vừa đáng yêu dồn cô đến hang động. Đột nhiên nó lại bị kéo trở về. En chưa hiểu chuyện gì bước ra thì kinh sợ tột cùng. Một con khủng long còn to lớn và đáng yêu hơn đang nhìn cô chằm chằm. Chỉ lướt qua một ánh mắt là biết đã gặp đúng người. Thế nên cô lại bị khủng long đuổi giết. May mà cơ thể cô nhỏ bé dẻo dai mới trốn được một kiếp. Thế nhưng sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Lúc này một bé bảo bối cực đại đang say đắm ngắm nhìn cô nàng. Chán thế, sinh thế này mà cứ rình rập ăn thịt mình là sao? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, công đã xuất hiện rồi. Một tay nó đỡ được cô, một tay thì đấm con khủng long đó. Thế nhưng con khủng long còn lại nghe thấy động tĩnh cũng qua góc vui rồi. Thế là mấy con dã thú nhập hội giang hồ, bạn công nhà ta vô cùng hoành tráng một chiến ba, nhanh chóng gọn lẹ giải quyết được một con. Bây giờ là một đấu hai. Nhưng vì một tay còn bảo vệ En nên nó không thể phát huy toàn lực của mình. Hăng say quá cả đám đều rơi xuống vực núi. May mắn là dây leo chẳng chịt đỡ được bọn họ. Thế nhưng cuộc chiến lại vẫn không hề kết thúc. En không ngừng đu lắc trước miệng của con khủng long, giống hệt như mấy đứa tạ lại còn thích chơi game. Lại vào lúc nguy cấp, khủng long lần nữa bị công kéo xuống. Sau đó En ngã xuống theo cùng một con khủng long còn lại. Công lập tức giải quyết con bên cạnh và nhảy xuống cứu cô. Không thể không khen vẻ cool ngầu của chàng công lúc này. Có gái xinh ở bên sức chiến đấu như tăng gấp bội. Cuộc chiến kết thúc nhưng công vẫn giận dỗi với En. Cô nàng lập tức đuổi theo nên công đã tha thứ cho cô, còn đưa cô lên quả đồi cao nhất ngắm cảnh hữu tình. Một người một khỉ vô cùng lãng mạn. Còn người trong đoàn phim lại không được may mắn như cô. Sau khi cô bị bắt đi, họ cầm vũ khí và xông vào khu rừng tìm kiếm. Đầu tiên là bắt gặp khủng long ba sừng chào hỏi. Về sau là họ hàng hang hốc của chúng truy đuổi. Trong quá trình có người đã hy sinh, nhưng họ vẫn đi tiếp. Càng vào sâu bên trong thì sinh vật bắt gặp ngày càng quái dị. Không những cá khổng lồ bơi dưới nước, còn có loài chim to như voi trên bờ. Có cả loài côn trùng kinh dị thế này nữa, đều khiến người ta nổi hết tóc gáy. Mấy tình yêu hiểu biết trước màn hình hãy cho Hun biết con này là con gì với. Xem đến đây mình không thể ngừng cảm thán, sắc đẹp không những là tai họa mà còn câu dẫn cả động vật. Cả đoàn người cuối cùng không kiên cường nổi nữa, quyết định bỏ cuộc. Thế nhưng bạn trai của En lại không muốn từ bỏ, nên một mình anh vẫn tiếp tục đi cứu En. Đến đêm anh cuối cùng cũng tìm được người yêu đang ngủ say trong tay thằng khác. Anh giơ tay ra muốn đưa cô đi. Lúc này công tỉnh dậy không cho phép điều đó. Thế nhưng bên cạnh xuất hiện rất nhiều rơi khổng lồ vướng chân nó. En cuối cùng vẫn bỏ đi cùng với anh người yêu trẻ đẹp rồi. Công cố hết sức níu kéo nhưng họ vẫn bị con rơi kia đưa đi. Nó chỉ có thể trừng mắt nhìn người con gái của mình bị đưa đi. Cuối cùng họ đưa En lên thuyền chuẩn bị rời khỏi đây. Thấy công đuổi tới, họ lập tức nổ súng và ném thuốc gây mê để công kích. Thật ra trong mắt công cho rằng En bị người xấu bắt đi. Công đáng thương dùng chút sức lực cuối cùng cũng chỉ muốn cứu cô. Cuối cùng thì nó gục xuống dưới tác dụng của thuốc gây mê. Thế nhưng loài người lại không biết mình đã gây ra họa lớn. Vào một buổi biểu diễn náo nhiệt, xuất hiện một con khỉ đột khổng lồ trên sân khấu. Nó bị con người bắt đến đây để thu hút người xem kiếm tiền. Họ cố ý bảo diễn viên hóa trang thành En để kích động nó. Thế nhưng hậu quả của việc đó thì họ không lường trước được. Sợi xích to lớn vốn được cho là an toàn lại chẳng có tác dụng gì. Buổi biểu diễn hỗn loạn, tất cả đều mất khống chế vì bị công đập phá. Còn người đàn ông đã bắt En đi lại trở thành mục tiêu của nó. Nó đuổi theo đến bên ngoài rạp chiếu phim khiến cả thành phố khiếp sợ không thôi. Con người nhìn thấy công đều điên cuồng bỏ chạy. Nó lại cố kiếm tìm En trong đám người hỗn loạn. Ông cụ của loài người trong mắt nó lại như món đồ chơi. Lúc này bạn trai của En lái xe để dụ nó đi qua. Cuối cùng thì công thành công chặn được chiếc xe đó. Nhưng En lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt khiến công lập tức yên tĩnh lại. Nó cầm nhẹ đưa En lên, họ cuối cùng cũng được bên nhau. Nó đưa En đến hồ băng cùng vui đùa.
Công giống hệt như một đứa trẻ, nó vốn chẳng hề muốn làm hại con người, chỉ hy vọng có thể bảo vệ người trong lòng của mình. Thế nhưng loài người lại không cho phép loài sinh vật uy hiếp đến sự tồn tại của họ. Quân đội can thiệp vào hành vi của Công, nhưng nó lại không hề đưa cô rời khỏi thành phố, mà lại đưa En đến tòa nhà cao nhất thành phố. Thì ra nó chỉ muốn giống như lúc trước đây, đưa En đến nơi cao nhất ngắm bình minh rạng rỡ. Tuy Công không biết nói chuyện, nhưng nó biết biểu lộ tình cảm của mình như thế nào. Mà bên này, con người phái máy bay chiến đấu đến đối phó với Công, vì để bảo vệ En, nó trèo lên đỉnh của tòa nhà. Dù đạn bay xuyên qua cơ thể nó cũng không rút lui. Không biết trôi qua bao lâu, không biết nó phải chịu bao nhiêu vết thương. Cuối cùng Công vì bị thương quá nặng không trụ nổi mà ngã xuống. Cái kết như thế này khiến người xem vừa đau lòng mà vừa căm phẫn. Công có làm sai điều gì, so với con người thì nó càng hiểu thế nào là tình yêu. Nó rất đơn thuần, chỉ là muốn bảo vệ người trong lòng mình được bình an. Nó thuộc về tự nhiên rồi lại thành sự hy sinh cho lòng ích kỷ và tham lam của con người. Bộ phim đến đây là hết, hẹn gặp các tình yêu ở video sau nhé.